Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của chúng tôi hôm nay, chương trình Cơ thể bạn nói gì. Và chủ đề tuần này của chương trình của chúng tôi đó là kích thước tiền liệt tuyến bao nhiêu thì phải phẫu thuật. Có lẽ đây là câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả khi mà chúng ta không may bị bệnh này hoặc là nhiều người trong gia đình của chúng ta có người thân bị bệnh sẽ băn khoăn với điều này, đúng không ạ? Bởi vì u xơ tiền liệt tuyến hay là phì đại tiền liệt tuyến là một trong những bệnh mà có thể nói là rất phổ biến ở nam giới độ tuổi trung niên. Thực ra điều trị ngoại khoa hay phẫu thuật thì có lẽ được coi là biện pháp cuối cùng thôi khi mà chúng ta đã điều trị bằng những biện pháp khác mà không hiệu quả. Trong khi nói đến phẫu thuật thì hầu như là không ai mong muốn, nhất là với những người nam giới ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, cái đối tượng mà dễ bị bệnh này đấy ạ, thì họ càng không muốn phẫu thuật bởi vì có thể để lại nhiều những cái biến chứng mà họ không mong muốn. Vậy thì có giải pháp nào để mà không cần phẫu thuật phì đại tiền liệt tuyến mà vẫn có thể điều trị được bệnh hay không? Thì đây chính là điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của chương trình. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách nữa chúng tôi xin được giới thiệu, anh Nguyễn Mạnh Hải. Vâng, xin chào chị Thảo Vân, xin chào bác sĩ, xin chào khán giả. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều người muốn biết kích thước của tuyến tiền liệt bao nhiêu thì phải mổ. Và tại sao nhiều bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến người ta lại sợ cái chuyện phẫu thuật như vậy ạ? Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ ở của nam giới và khi tuổi trưởng thành nó có kích thước khoảng 15 đến 20 gram. Khi tuyến tiền liệt bị phì đại tăng sinh tạo thành nhân xơ, nó chèn vào bàng quang và niệu đạo dẫn đến các cái chứng là gì? Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không hết, tiểu xón, thậm chí tiểu không tự chủ. Để chỉ định mổ thì các nhà ngoại khoa người ta có tiêu chí. Thứ nhất là phải điều trị nội khoa không đạt kết quả. Và thứ hai là kích thước của tuyến tiền liệt thường là 60 gram trở lên, và đặc biệt làm sao lượng nước tiểu tồn dư khoảng trên 100 ml, và theo cái chỉ số IPS là cũng khoảng trên 20 điểm. Kết hợp với làm sao có những cái biến chứng viêm nhiễm rồi là sỏi bàng quang thì người ta có chỉ định mổ. Khi phẫu thuật cũng có những cái biến chứng, ví dụ như chảy máu này, sau mổ nhiễm trùng này, xơ cứng hẹp cổ bàng quang hoặc xuất tinh ngược dòng. Và đặc biệt với những người phì đại, tỷ lệ thường là những người có tuổi và có bệnh nền, cho nên để cân nhắc phẫu thuật không phải là chuyện đơn giản và phải hết sức thận trọng. Vâng, nghe bác sĩ phân tích thì chúng ta đã hiểu là tại sao nam giới lại có thể sợ cái chuyện phẫu thuật phì đại tiền liệt tuyến thế, đúng không ạ? Chúng tôi mong bác sĩ cũng nói rõ hơn về nguyên nhân và đặc biệt là cái phương pháp để điều trị tác động vào căn nguyên gây ra bệnh này là gì ạ? Đây là quá trình lão hóa của nam giới, tức là cái nội tiết tố ở trong cơ thể của nam giới nó suy giảm, nhất là testosterone bị suy giảm bởi cái men 5-alpha-reductase, nó có tác dụng vào cái testosterone, chuyển testosterone thành dihydrotestosterone, và chính anh dihydrotestosterone này nó kích thích làm các tổ chức sơ sợi đệm của tuyến tiền liệt tăng sinh phát triển thành bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt. Bởi vậy điều trị nội khoa của y học hiện đại thì người ta dùng cái gì, thuốc tây, người ta dùng những cái thuốc có tác dụng là sao ức chế men 5-alpha-reductase, do đó làm sao nó cũng không kích thước tuyến không to lên nữa. Nhưng nếu sử dụng cái thuốc này lâu dài thì người ta thấy nó có tác dụng phụ là gì, nó làm giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, người mệt mỏi, và đặc biệt nữa người ta sử dụng cái ức chế cái men alpha adrenergic, nó sẽ tác dụng làm giãn cổ bàng quang, nhưng sử dụng lâu dài nó cũng có tác dụng phụ như mệt mỏi, mạch nhanh, tụt huyết áp. Bởi vậy xu hướng là người ta hay sử dụng các cái thảo dược thiên nhiên cũng có kết quả hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt và cũng giảm được các triệu chứng, nhưng lại không có tác dụng phụ như các cái thuốc ở trên. Vâng, bác sĩ vừa nhắc đến là chúng ta sẽ có những cái biện pháp khác nó rất hợp lý, không để lại tác dụng phụ, vừa an toàn vừa hiệu quả. Đó là những cái phương pháp nào ạ? Xu hướng hiện nay Việt Nam cũng như thế giới là sử dụng các cái thảo dược thiên nhiên có kinh nghiệm và có cái tác dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt. Cụ thể người ta chia ra làm các nhóm. Ví dụ như cái nhóm như là cái cây cọ lùn, hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi, nó có tác dụng sao ức chế men 5-alpha-reductase để không cho biến đổi testosterone thành dihydrotestosterone, đem lại
một kết quả khả quan. Theo một nghiên cứu của Đại học Boston ở Mỹ, người ta nghiên cứu từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 5 năm 2004 với những bệnh nhân tuổi từ 49 có cái bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt từ vừa đến nặng, và người ta nghiên cứu cho sử dụng 350mg cọ lùn. Sau một thời gian 4 tuần thì người ta thấy rằng cái kết quả rất khả quan. Các cái triệu chứng của tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết và tiểu rắt ý, thì là giảm đi một nửa. Ngoài ra người ta còn nghiên cứu ở Pháp bằng cái vỏ cây anh đào châu Phi thì cũng đem lại kết quả rất khả quan, giảm được 80% kích thước của tuyến tiền liệt mà không phải phẫu thuật. Cái thứ hai nữa, người ta còn sử dụng các cái thảo dược khác như là tầm ma chẳng hạn, có tác dụng chống viêm, hoặc là kết hợp với lại bồ công anh là một kháng sinh thực vật chống viêm tốt cho những trường hợp mà bị các triệu chứng mà nó có viêm nhiễm. Đặc biệt làm sao người ta phối ngũ với lại Brampeci và Uvahosi và Buchu chẳng hạn, nó có tác dụng ức chế các cái tế bào viêm, không cho nó bám dính vào niệu đạo và bàng quang, và đồng thời nó lợi tiểu để đẩy các yếu tố viêm ra khỏi cơ thể. Và người ta còn có phối ngũ với cái lycopen là cái tinh chất của cà chua, có tác dụng làm chống các cái gốc oxy hóa, có tác dụng cả phòng chống ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra người ta còn kết hợp là gì với các cái yếu tố vi lượng như là đồng, kẽm và selen, đặc biệt là cả cái vitamin E và vitamin B6, đem lại một kết quả khả quan. Vậy thì thưa bác sĩ, ngoài cái việc mà sử dụng những giải pháp đó thì bác sĩ còn có lời khuyên nào đối với các bệnh nhân phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Bệnh nhân mà có dấu hiệu bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt thì cần phải tuân thủ theo đúng cái phác đồ của thầy thuốc chuyên khoa người ta cho. Thứ hai, nên chọn lọc những cái giải pháp như tôi nói trên, là sử dụng các thảo dược thiên nhiên an toàn, hiệu quả, tiện lợi, nó không có tác dụng phụ, đem lại một cái kết quả rất tốt cho bệnh nhân. Nếp sống sinh hoạt nó phải đảm bảo, phải làm thể dục thể thao, rồi làm sao nữa, sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ lành mạnh, tránh stress, tránh căng thẳng, đặc biệt là sức khỏe tình dục phải làm sao khoa học, hoặc là sử dụng các chất kích thích nhiều nó cũng ảnh hưởng. Xin được cảm ơn những lời khuyên rất là hữu ích của bác sĩ, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tình huống sau đây. Ông đấy à? Ui giời ơi, làm cái gì mà cứ vứt cái kế hoạch cái đấy? Mặt mũi làm sao mà như đưa đám thế? Hả? Khổ quá, thế đi khám bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ kết luận là tôi bị phì đại tiền liệt tuyến. Phải điều trị thật là gấp. Thật là mạnh. Và nếu mà không điều trị thì là cắt phẫu thuật. Ôi giời, cái gì? Phẫu thuật. Cắt luôn á? Phẫu thuật cắt luôn. Vớ vẩn, không có cắt tiết gì đâu nhá. Tôi nhớ ra rồi, hôm trước bà Xuyến ý, hàng xóm nhà mình ý, bà ấy có kể với tôi là chồng bà ấy cũng bị phì đại tuyến tiền liệt giống hơn ông ấy. Đúng rồi. Để tôi gọi điện tôi hỏi bà ấy xem nào. Alo, bác Xuyến à? Vâng. Hôm trước em thấy bác kể, bác bảo là bác trai nhà bác ấy cũng bị phì đại tuyến tiền liệt. Thì dùng cái giải pháp gì đấy hả bác? À, thế à? Bây giờ đỡ rồi à? Vâng. Bác ơi, bác gửi sang máy cho em cái nhá. Vâng. Dạ, em cảm ơn bác nhá. Dạ, bà ấy gửi tin nhắn đây này. Để tôi đọc cho ông nghe này. Bà ấy bảo này, là cái đứa cháu ấy, nó giới thiệu với cái giải pháp này ấy, là nó làm ở bên ngành y dược. Giải pháp có sự kết hợp đầy đủ giữa các thành phần thảo dược, vỏ cây anh đào châu Phi, tầm ma, bồ công anh, kết hợp với các vitamin và nguyên tố vi lượng. Bác ấy còn nói với tôi lúc nãy ấy, là chồng bác ấy bị y chang như ông đấy. À thế à? Ừ. Thế thì dùng thôi. Thưa anh Hải, chúng tôi được biết là anh cũng là một người bị phì đại tiền liệt tuyến cũng lâu năm. Chắc chắn là bệnh này cũng gây ra cho anh rất nhiều khó chịu đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình ạ. Cách đây khoảng độ 5 năm ấy, thì tôi mắc vào cái chứng tiểu đêm. Hàng đêm là có khi đi tới 5-6 lần ấy. Thế và mỗi một lần đi vào nhà vệ sinh thì rất là khó chịu. Khi mình đi thì nó đi được rất ít, mà đi cảm giác như phải dặn nó ra. Mà xong rồi thì cái phần bụng của mình, ở dưới bụng dưới của mình nó ấm a ấm ách, nó khó chịu lắm. Ban đêm thì như vậy đấy, nhưng mà ban ngày có khá gì hơn đâu.
ban ngày cũng vẫn cứ phải liên tục ôm cái nhà vệ sinh. Mà mỗi một lần đi vào tới cả chục phút đồng hồ, tôi mới thấy không ổn, tôi mới đi đến bác sĩ tôi kiểm tra xem nó như thế nào. Thì bác sĩ báo cho tôi một kết quả rất là buồn, rằng là tôi đã bị bệnh phì đại tiền liệt, là liệt tuyến. Phì đại tiền liệt tuyến như vậy mà kích thước nó đã lên tới 54g rồi. Bác sĩ còn nói rằng là nếu như mà với cái bệnh và cái kích thước như thế này mà không điều trị cẩn thận nên trốn thì có lẽ phải phẫu thuật. Và nói thật với chị Thảo Vân và bác sĩ và các vị khán giả, nghe đến từ phẫu thuật là tôi sợ lắm, rất là hoa. Thế thành ra là tôi tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái sự chỉ bảo của bác sĩ và dùng các cái sản phẩm thuốc của bác sĩ đã kê đơn cho ấy. Thế nhưng mà dùng mãi một thời gian thì nói thật với chị là cũng chả thấy ăn thua gì cả. Bệnh tình nó không thuyên giảm là bao nhiêu cả. Bolimen đầy đủ các cái thành phần mà tôi vừa nói ở trên, nó toàn bộ là gồm có các vị thảo dược tự nhiên làm giảm kích thước tuổi tuyến. Bolimen gồm có cọ lùn này, hạt bí đỏ, vỏ anh đào châu Phi này, kết hợp với các yếu tố như là tầm ma, rồi là bồ công anh, rồi là lycopene, và có tác dụng còn hỗ trợ chống viêm, giảm đau, kháng khuẩn, chống được ung thư. Bolimen hào thải được các yếu tố viêm nhiễm ra bằng cái Branberchi uva uci đấy, và đặc biệt nữa làm sao được phối ngũ với các cái yếu tố vi lượng như là đồng, kẽm và selen, đặc biệt là cả cái vitamin E và vitamin B6. Bolimen được chế biến dưới công nghệ nano, tăng cái tính khả dụng, tăng cái tính hấp thu của thảo dược và các yếu tố vi lượng, đồng thời an toàn, hiệu quả. Bolimen đã được sản xuất đạt chuẩn GMP của FDA của Mỹ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bolimen là sự kết hợp của các thảo dược như quả cọ lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu Phi cùng các vitamin, nguyên tố vi lượng. Bolimen giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt, giảm nhanh triệu chứng phì đại tiền liệt tuyến như tiểu đêm, tiểu khó, tiểu gión. Bolimen được sản xuất bởi công ty Viva Pharmaceutical, đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bolimen, sản phẩm của Canada. Hotline miễn cước 1800 1044. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.